cái bộ đề đó lấy từ Sri Lanka vậy đó. Cái nào cái bộ đề đó lấy từ Sri Lanka vậy đó. Ôi cái bộ đề này, ông này ông thấy ông giơ cung bắn người chung với con đại bàng đó, rồi ngàn con chúa rớt xuống nước. Rồi ông này ông chuyên về ngành lội nước, ông lội nước đi lấy con chúa về, nhưng mà con chúa ngất xỉu rồi, như là chết rồi đó. Thì ông này ông biết làm phép thuật cho con chúa xong lại, rồi nhà vua mới nói cái đầu để lên cái dĩa vậy luôn. Dạ. Còn mấy người bên đây đây là xin. Toàn là con gái của ông không á. Con gái, con gái tượng trưng cho 12 con giáp á. Đây nói chung thì linh thiêng lắm đó, linh thiêng. Người dân người ta cúng dường cũng gì, xin sổ gì đều được hết trơn. Hồi xưa ở Trà Vinh á, có một người người ta vô đây cúng dường để người ta xin con cũng được đó. Xin con được luôn. Dạ. Là lên tới đây chỗ ông là chỗ này nè, người ta gọi là lục giới đó. Ở đó con công con họ ở gần nhau luôn, địa chân ở đâu luôn đó, từ cây đó từ xưa lẫn đó. Ở mấy trăm năm đó đó, từ xưa tới giờ mà thấy cũng đâu có lớn. Dạ, đâu ha. Dạ còn như ôi cái cây cũng huyền bí quá. Dạ. Mình lên chảnh đi sư, rất là giống có người ta nói là giống con công á. À, giống hệt luôn, nãy giờ. Dạ. Tính nói mà không dám nói con công. Dạ. Ừ. Đi gian luôn á anh. Cao Hấn xin kính mời quý bà con cô bác anh chị em cùng mình với sư. Sư năm nay 31 tuổi, là hai lần chết đi sống lại, tu tại chùa Tà Bạ tại thị trấn Chi Tôn. Dạ. Tỉnh An Giang. Thì sư có dẫn mình đi giới thiệu cho mình từng vị trí, những cái tượng Phật, những nơi thờ cúng xung quanh cái sân chùa này. Ở đây biết sao không? Dạ, đây là Đức Phật ông đi tu hành mà đi mà ông cắt tóc để đi tu hành á. Dạ, lúc đó đó hả sư? Dạ, Phật Tất Đạt Đa. Dạ, Tất Đạt Đa lúc cắt tóc để đi tu. Dạ, cắt tóc đi tu. Rồi có một vị thần là ổng đem cái áo cà sa để cúng dường cho Phật á. Dạ. Còn bên đây? Bên đây là như là ổng này là đi như là đại tử để đi theo Đức Phật, rồi lấy bố tóc đó còn lại để đem đi cho nhà vua. À, vậy là bên đây. Bên đây là đệ tử của ông đi theo, rồi dắt con ngựa với bố tóc này để cho nhà vua với con ngựa để đi về lại đó. À, đi về lại báo cho nhà vua là, dạ. là đi tu. Dạ. Dạ. Sư tên gì con? Dạ, sư tên Sư Thon. Sư Thon. Sư Thon. Sư Thon. Dạ. Dạ. Còn chỗ ở đây biết tại sao không? Dạ, cái hồ chỗ ở đây là cái bộ đề đó lấy từ Sri Lanka vậy đó. Cái nào cái bộ đề đó lấy từ Sri Lanka vậy đó. Ôi cái bộ đề này. Dạ hồi đó là từ bên Sri Lanka, là của cái gì bên nước mà Phật giáo đúng không? Dạ đúng rồi, là đem về đây trồng luôn. Dạ. À, rồi hòn đá này, hòn đá này là người ta khắc đó. Rồi cái này người ta để nè Sri Lanka Potipruk này là cây bồ đề đó để được đem về từ Sri Lanka vào năm mấy đó, với sư cả chùa núi là nó đem năm mấy về năm mấy. Sư có thể dịch cho con nghe luôn được không? Ngày Pram Kaut khai trái năm Rô Ca năm con gà này Puttasakarai Krusak Pipi vào năm 2018. 2018 vậy là. Dạ. Mới 3 năm. 3 vậy năm là rồi. Cái cây thì đem về đây 3 năm. Dạ đúng rồi. Ở cầu cũng là cái bồ đề mà ha. Cái bồ đề. Cái bồ đề. Dạ. Ở đó là đi sinh ra bằng máy bay. Máy bay. Dạ. Dạ đi cái đó bằng máy bay. Dạ phải có xin phép và có giấy tờ. Dạ. Nhiều lắm mới làm được. Mình đi qua bên đây đi sư. Thấy mấy cái hình này tại vì ngày xưa mà lúc còn trẻ với trong thời gian vừa qua con. Dạ. Đi những cái ngôi chùa mà của bên cái người dân tộc người Kinh á. Dạ. Thấy hình Phật thì. Dạ. Khác với những cái hình Phật của chùa. Còn ở đây là chỗ hai vị hai nàng ấy, hai nàng đó là như là cúng dường cơm vô Phật đó, Đức Phật á. Dạ. Đây như cái hình ông gà này à, sư. Cái hình con gà này như là con gà, cái này không phải con gà đâu, như là con phượng vậy đó. Dạ. Là nó biết sao không, nó xuống dưới để bẻ cái bông sen này đó, là từ trong cái giếng mà giếng đó có một vị thần đó là ổng là chuyên cai quản cái vùng đất đó,
Rồi ạ, à, con này đem cha này để nó đi cứu cha mẹ đó, hồi đó. À. Dạ. Tức là cái ông ngoài sau là chủ của cái bông sen này. Dạ, chủ ở trong cái giếng đó, rồi à, đuổi theo để bắt con này đó. À, còn bên đó. Bên đó thấy có đẹp. Dạ, con đó biết sao không? Bốn vị thần đó là bắn vô con này nè. Con đó là con. Bốn vị thần từ xa là dạ, để bắn vô con này. Dạ. Con này, mình gọi là con gì sư? Con này giống như con đại bàng vậy đó. Dạ, rồi gấp ở dưới đây là gấp nàng là... công chúa. Nàng công chúa. Dạ. Cái này giống như chuyện Thạch Sanh Lý Thông nữa nhưng mà không phải đâu. À. Thạch Sanh Lý Thông chỉ có một người thôi, còn ở đây là bốn người lận. Đây, gấp người công chúa. Sao không? À, bốn vị thần đó là bốn cụ của con như là của nhà vua đó, để đi học phép thuật á. Sau khi học xong hết cho người mới như là về nhà lại thì có một người là người cha không về chuẩn đoán biết ngày này có chuyện gì xảy ra đó. À. Rồi chuẩn đoán biết là chút nữa sẽ có con đại bàng gặp nàng công chúa đi qua đường này. Rồi à, sau đó thì ông này ông thấy ông giơ cung bắn người chung với con đại bàng đó, rồi nàng công chúa rớt xuống nước. Rồi ông này ông chuyên về ngành lội nước, ông lội nước đi lấy công chúa về, nhưng mà công chúa ngất xỉu rồi, như là chết rồi đó. À. Thì ông này ông biết làm phép thuật cho công chúa xong lại, rồi nhà vua mới nói là bốn vị thần này đều là người có ơn với nhà vua đó, nhưng mà nhà vua không biết gả con gái cho ai, mới gả con gái cho người tắm nước, bởi vì người nước là người đụng đến thân thể của cô ta trước. À, dạ. Vậy là cô công chúa là được gả cho ông này. Rồi, ông này nè, dạ. Ông này tại vì đụng vào thân thể của công chúa. Cùng ba ông này chỉ là cho vàng bạc cho báo thôi chứ không có được à, ở trong người đầy năng. Nói chung bốn ông thằng này ai cũng được đều cứu công chúa. Dạ, có công. Dạ, đúng rồi. Chỉ có ông này được ẩm công chúa thì dạ, được gờ vào người mới được cưới thôi. Dạ. Dạ. Còn phía sau con thấy cái đó giống như ngôi mộ phải không sư? Cái đó cũng ngôi mộ nữa. Dạ. Rất là lớn và đẹp. Dạ. Dạ bây giờ bên đây có tay phải của con thấy hiện tại là trên đây. Cái này dạ, gọi là cái gì nè, con quên tên nè. Cái đó là như là buổi chỗ sáng mai là 12 vị thần đó là tượng trưng cho là 12 con như là con tháng, con năm sinh đó. Con giáp. Dạ, 12 con giáp đúng rồi. 12 con giáp. Đúng rồi, 12 gì đó. 12 con giáp đó để như là cai quản trong đó, để như là một năm vậy có một con nào để như là giữ trái đất cho mình đó. Mình có thể lên. Lên đó được không sư? Dạ, sư đi trước đi sư. 12 con giáp nhưng mà hiện tại á thì con thấy là xung quanh thì có những chú khỉ rất là nhiều. Ở cái gò mối. Ngay hướng đi luôn anh. Ngay hướng đi vô luôn. Lại thấy những cái con khỉ ở ngoài qua quá trời nhiều, vậy là cái này có ý nghĩa gì sư? Con khỉ này á. Dạ. Là cánh cửa hay gì sư? Dạ. Khỉ cánh cửa. Như là ở trong rừng núi ở đây hồi xưa thì ở chỗ núi là con khỉ ở đây đông lắm. À, đông. Khỉ đây đông lắm. À. À. Dạ. Đây. À, có bẻ bắp nữa kìa, bắp nữa kìa. Ôi, mấy cái đá này tự nhiên hay sắp. Sư ơi, con dạ, thấy mấy cái đá này nó gì là nó tự nhiên gì hay mình sắp vô sư? Dạ, tự nhiên luôn á. Tự nhiên luôn. Hồi xưa đất ở đây bằng vậy luôn á. Bằng. Bằng mà nó cục mới người ta xây lại để làm cái chùa con. Mình nhiêu lại đất còn đó. Ôi, tự nhiên mà thấy nứt nẻ tưởng đâu mình sắp lại chứ. Thấy hay đẹp dạ, quá đẹp à. Vị thằng này hả sư? Dạ con này là 12 con này là con của ông bốn mặt đó. Ông mà cắt đầu đó, ông đó là thua cược á. Làm gì cơ sư? Thua cược. Thua cược, cá dạ, cược, thua cược dạ, là đem dính cái đầu đó ha dạ, sư. Ồ. Thua ông này nè. Là à, ông này là ông là ở trên trời lẫn ông nói là như là trên thế giới của trên trái đất của mình, thế giới của mình là có mà ông này là ông chuyên về tài giỏi hay là người hai giới mới ông vô hội câu hỏi để câu đố đó. Hỏi là trong cuộc sống của con người là có ba điều mà ngày nào người nào cũng phải làm hết trơn đó, ba điều gì? Rồi ông này ông không biết trả lời, mới ông như là ông chạy từ cung đình chạy về như là trốn á. Rồi trốn thì có nghe con đại bàng kể lại câu chuyện, nếu mà ông biết ông quay về trong cung đình là ông trả lời ấy cái
cái vua bốn mặt á. Dạ. Trả lời xong thì ông ấy tự nhiên cất cổ cúng cho chú này luôn. À, vậy đó luôn. Mới hứa là như là trong một năm vậy là sẽ rước cho con gái của mình 12 con giáp đó để mà trên thế gian để như là giúp đỡ phù hộ cho mọi người ở trong thế gian đó. Ừ. Ồ, cắt cái đầu vậy luôn. Dạ. Mà cắt vậy là vẫn còn sống không hay là có vậy là mất rồi. Mất. Dạ. Ồ, cắt cái đầu để lên cái dĩa vậy luôn. Dạ. Còn mấy người bên đây, mấy người bên đây là xin. Toàn là con gái của ổng không á. Con gái. Con gái tượng trưng cho 12 con giáp á. À. Nãy giờ sư nói mà cái ông mà Tí Sửu dần mạo thìn tỳ ngọ mùa thân dậu tức hợi. Tức là cái ông đằng đó đó phải không? Dạ đúng rồi, ông đằng đó là ông này là một người nha. Ông đằng đó với ông nào? Ông nào là một ông này là một người nha, ông này, ông cắt cổ. Ông cắt cổ đó là ông bốn mặt đó với ông cắt cổ này là một người à, dạ. À vậy ha. Đây, vậy là còn những cái người này là tượng trưng cho 12 con giáp. Trên đây tự nhiên mình còn một cái đồi nhỏ như thế này. Dạ. Mà rất là đẹp ha sư. Dạ. Ở trên kia cũng có nữa. À, trên kia cái ổ mối lớn phải không sư? Dạ đúng rồi, ổ mối á. Quá trình cái ổ mối này luôn rồi quý bà con cô bác thì để mình xin phép bước lên được không? Dạ dạ dạ, lên lên sao. Cây này có gai dữ à sư? Dạ. Cây gì sư? Dạ. Cây này nè. Không biết. Ở đây nói chung thì linh thiêng lắm đó. Linh thiêng. Người dân người ta cúng dường cũng gì, xin sổ gì đều được hết trơn. Hồi xưa ở Trà Vinh đó có một người người ta vô đây cúng dường để người ta sinh con cũng được. Sinh con được luôn. Dạ. Là lên tới đây chỗ ông. Là ở chỗ này nè, người ta gọi là Lục Giới á. À. Ở đây cũng em cũng dạ. Như là xin về sức khỏe. Sức khỏe xin về có con. Dạ. Xin về tài lộc. Dạ. Nhưng mà cũng phải có tâm ha sư. Dạ cũng có tâm. Dạ. Còn ở một chỗ nữa ở đó đó là con công với con hổ nữa. À mình có thể đi qua bển luôn. Dạ luôn. Được. Rồi mình đi luôn. Con gì sư? Con công với con hổ đó là câu chuyện hay lắm á. À đi qua tới bển mình tham quan là sư kể luôn ha. Dạ. Dạ. Bây giờ mình mời cô chú anh chị để xin mình cùng với anh Cao Hớn. Con công, con hổ. Để tìm hiểu về con công và con hổ. À, khỉ bên hông này thấy rất nhiều luôn. Dạ. Đây. À, bên đây thấy mấy con nữa nè. Ngồi đây đợi chút xíu nha. Đi qua thăm cái chỗ công với con gì? Con hổ hả? Con hổ. Hổ. Cái chùa Tà Bạ này là rộng lớn á thầy. Dạ rộng lớn lắm. Dạ. Đó cũng có mảnh đất nhồi lên đó. À. Đó chỗ đó. Ở đó cũng linh thiêng lắm á. Linh thiêng. Dạ. Ui, trên đó có cái gò đó hả sư? Dạ đúng rồi. À, con công viên hổ trên đó đó hả sư? Dạ đúng rồi. Sư sẽ kể chuyện. Có những cái điều nào tâm linh thiêng có thể nhà sư chia sẻ lại luôn hả sư? Dạ. Ôi lá cây coi nè. Dặm đi gộp hồi luôn. Hồi xưa là chỗ này hồi xưa là toàn là núi dưới rừng không, với mấy Phật tử ở chùa đó hồi đó chưa xây dựng chùa đâu. Ở chùa có hai vị sư thôi. Mới người ta xin đất ở đây nè để như là xây dựng ngôi chùa đó. Với người ta đem đồ đặt cúng dường cho con công. Hồi xưa có con công nó đẻ trứng ở đó luôn á. Ồ. Công đẻ trứng cho nó luôn. Đúng rồi. Mà cái núi này lúc đó là có công không? Có. Có ha. Dạ. Hồi đó con công con hổ ở gần nhau luôn, đẻ trứng ở đâu luôn đó, từ cây đó từ xưa lẫn đó. Mấy trăm năm đó đó. Từ xưa tới giờ mà thấy cũng đâu có lớn đâu ha. Dạ còn như ồ cái cây cũng huyền bí quá. Dạ. Mình lên chảnh đi sư. Dạ. Cây ngộ quá. À. Ở đó hồi vậy là xuất phát từ con công và ông hổ ngày xưa đã từng ngự ở đây. Dạ đúng rồi. À. Rồi có chừng chợt nha. Dạ. Mấy cái lá cây này đi chợt à. Ý, trời ơi nó chợt. Cây này hồi người ta ngày nào vô cũng nói huyền bí hết trơn á. À. Mày này lâu năm rồi mà nó không chết được. Mô gì đó Phật quá trời cái cây huyền bí. Hiện tại vẫn còn sống mà. Dạ. Đúng như rồi. Là người ta hồi xưa người ta làm lễ làm đám gì người ta cúng dường ở đây nè. Người dọn dẹp đồ chỗ này cho sạch sẽ người ta cúng dường ở đây. Như chay cây chay gì người cúng cái đốt nhang cúng để như là xin chỗ làm như làm phước ở chùa cũng có làm đó.
Mỗi khi ở chùa con làm phước làm gì thì người ta sẽ cúng dường ở đây. Là mình cúng cho ông cúng công dân cúng hổ hay là một cúng cho cây này trái cây á? Dạ, như mình nhớ ơn công ơn của hai vị này là người cai vận ở chùa này. Rồi như là hai vị này là hồi đó là mình sinh rồi ổng, hai vị này chạy qua chỗ khác rồi để đất cho vị sư hay là chùa để Phật tử người ta xây dựng chùa luôn á. Dạ. Rồi đây mình tiến tới cái cây gần mình coi. Cây này mình nào cũng nói là giống như con công hết chứ. Trời ơi, tự nhiên nó u. Đó, quá đẹp luôn. Tự nhiên ở đây có phần u ra một cái này. Dạ. Ở dưới đây thì bỏng hết trơn, còn dính hăng da cây da có chút xíu à. Cái đó là cái lá hay là cái ổ gì trên đó hả sư? Sư còn không biết không tới nữa. Nhìn thấy cao trên đó kìa, như cái ổ gì á. Dạ, giống như cái ổ gì á. Ừ. Dạ. Ổ chim hay gì á. Còn cái cây này là con thấy như là nó giống một cái con vật nào đó đó. Dạ. Theo mà cái tâm của con nhìn á sư. Dạ. Nó rất là giống. Có người ta nói là giống con công á. À, giống hệt luôn, nãy giờ dạ. Tính nói mà không dám nói. Con công. Dạ. Bị gian luôn á anh. Tính vậy em tính nói đó mà không dám nói. Ngộ quá, cái cây dưới còn có dính chút xíu mà trên này nó chỗ bự ra chỗ này. Lên trên đây bắt đầu cái phiết hết. Mục hết mà vẫn còn ba cái nhánh thăng lên để sống. Mục hết trơn rồi nè, anh thấy là mục hết trơn. Lâu năm rồi đó hay gì? Mà ở trên... Trên 100 năm á sư? Dạ. Trên chốt là còn sống nè. Ừ, trên đó cái phần thăng trên đó còn sống kìa. Còn dưới này là mình thấy mục ấy hết trơn rồi nè. Rồi còn cái phần ông hổ này sư? Ông hổ này cũng vậy luôn, giống như hồi nãy sư gãy đó. À. Dạ. Cũng ngày xưa cũng ngự trên trên cái đồi nhỏ này. Này rồi mình xin đất xin gì để xây dựng chùa đó. Mới hai ông này bay đi chỗ khác rồi cho mảnh đất cho chùa người ta xây dựng. À. Dạ hồi xưa thì hổ ở đây nhiều cũng nhiều lắm, mới người dân người ta khó khăn. Như vậy ông là mình cái lúc mà xây dựng nơi đây là mình có xin phép rồi là mấy dạ. Ông biến đi hết dạ. Luôn hay sao? Mà ông biến hết trơn, xin phép xin gì rồi mới như là mỗi khi người ta có làm đám gì mình nhớ ơn công ơn của hai vị này, mình thường xuyên cúng trái cây hay là mấy cái như là cái nhọn nhọn á, cái gì mà làm bằng cái chuối rồi để đốt nhang á. Dạ dạ đúng rồi. Ồ, chị vậy là có một cái gò đất nhỏ này thôi nhưng mà dạ. Chỗ ông hổ và ông công đã ngự dạ. Kết hợp với một cái cây rất là huyền bí. Dạ. Và lúc trước thì sư nhảy nói thì bà con cô bác đến đây thì người ta cầu xin những cái dạ. Điều đúng rồi. Cầu xin. Điều ấy thì đều đạt được. Dạ. Dạ. Như trước kia là ở đây là cái rừng hả sư? À, rừng không ở đây. À, rừng nơi của ông công và ông hổ ăn dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Thấy toàn là mà ủ mối bành không à? Dạ. Tại vì thì con cũng nghe ông bà xưa nói lại thôi, nơi nào mà dạ. Có ổ mối bự đó là dạ. Nơi đó là rất là linh thiêng. Dạ đúng rồi. Ở đây hồi xưa người ta như là người chưa không có con, không bây giờ người ta cầu xin cũng được nữa. Không có con cầu xin cũng được dạ. Luôn. Cầu xin. Hồi trước ở Trà Vinh vào đây là hội làm đám khánh thành ở Sima đó cũng xin ở đây nè. Rồi người ta có con rồi bây giờ người ta vô trong này người ta làm người ta như là cúng dường cho sư một sư như dùng cơm dùng cái dành bữa nữa như là làm đồ đạc cho sư dùng cơm bữa nữa đó rồi cúng dường tiền nữa. Dạ giờ mình đi xuống sư dạ, rồi dạ đi dạ vậy sư cũng cẩn thận nha sư đó. Lá cây nó trơn quá đây không biết sao đây giờ này tới giờ hay tới giờ làm buổi chiều hả sư? Dạ. Dạ. Ôi. Trời ơi nó trơn chạy. Ôi. Ôi nắng quá. 2 giờ chiều. Dạ vậy rồi thôi. Dạ. Sư đi làm ha. Chúc dạ. Sư nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn sư rất là nhiều đã chia sẻ những gì mà mấy con không hiểu ở bên ngoài sân chùa này. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều ạ. À, câu dạ. Hấn mình xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi clip này nha.